Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đăng Việt Dũng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh vừa đồng chủ trì buổi họp báo thành phố Đà Nẵng quý 1 năm 2019. Tại buổi họp báo, nhiều vấn đề nóng trên địa bàn thành phố đã được đại diện các cơ quan báo chí thẳng thắn đề cập đặt câu hỏi. Trong đó nổi bật là các vấn đề về phương hướng triển khai của khu du lịch quốc gia Sơn Trà có gắn với bảo tồn thiên nhiên tiến độ các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn, tương lai của những dự án như Marina Complex, khu đô thị Đa Phước, việc triển khai xử lý sai phạm của Mường Thanh, hướng xử lý tiếp theo của hai nhà máy thép gây ô nhiễm tại Hòa Liên, kết quả xử lý tội phạm về ma túy, tín dụng đen trên địa bàn thành phố, vân vân. Trả lời đại diện các cơ quan báo chí, đại diện các đơn vị chức năng thành phố đã thông tin cụ thể về từng vấn đề. Theo đó, khu du lịch quốc gia Sơn Trà sẽ gắn với bảo tồn thiên nhiên, chỉ khai thác du lịch ở một số điểm Hiện nay thành phố đã có kế hoạch cụ thể cho việc xử lý các sai phạm của Mường Thanh. Dự kiến từ tháng 6 năm 2019 đến tháng 1 năm 2020, thành phố cũng đang ra soát tất cả các dự án ven sông và tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các chuyên gia vào đầu tháng năm tới. Đối với vấn đề nước nhiễm mặn, thành phố đã làm việc với các nhà máy thủy điện, chỉ đạo công ty cổ phần cấp nước Đà Nẵng Daquaco chuẩn bị các máy bơm đảm bảo giảm mặn nguồn nước đến mức cho phép các dự án nhà máy nước trên địa bàn cũng đang được tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt để thành phố không phụ thuộc vào nguồn nước sông cầu đỏ tránh tái diễn tình trạng nước nhiễm mặn